Chào, biết cái gì mà say xưa dữ vậy ta? Sao chị đi đâu? Nãy giờ em về em mới gặp chị. Thấy xa xa rồi. Bây giờ mới biết là hai bạn ngồi đây tâm sự nãy giờ mà mình không biết. Để thì giới thiệu với khán giả cái đã. Thưa quý vị, cho phép Đỗ Thị được giới thiệu hai bạn trẻ. Đó là diễn viên Minh Anh và cô gái xinh đẹp này chính là hoa hậu của báo Thế Giới Phụ Nữ năm 2006 tên là Mỹ Linh. Thưa quý vị, cùng theo với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Viết cái gì nói cho mọi người biết được không? Bí mật đó chị ơi. Em viết lại những hành trình mà tụi em Linh và em đã đi qua trong ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, và những cái điều mà em nhận thấy, những cái cảm xúc của em về cái vùng đất Gò Công Tây này. Cảm xúc như thế nào? Quả thật thì khi đến mảnh đất này, bọn em thì khám phá nhiều điều thú vị lắm chị. Càng đi sâu vào người dân á, có cuộc sống người dân ở đây quả là cơ cực. Nhưng mà nhìn chung thì cuộc sống nó thanh bình lắm. Thanh bình ha. Dạ. Đi ra đồng quê lúc nào mình cũng thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng mà em thấy rằng là không biết, em thấy chắc nghĩ là người dân ở đây chắc họ cũng cái cực khổ lắm. Em thấy là thứ nhất là thiên nhiên họ không ưu đãi cho cái vùng đất này. Rồi mùa thì mùa nước mặn, mùa nước ngọt. Như vậy em nghĩ là người dân nó cũng ảnh hưởng đến công việc và cái đời sống của họ rất nhiều. Em thấy cái thu nhập của người dân ở đây không biết thu nhập chính là gì chị? Ở đây thì như Thủy mấy hôm rồi thì quay á, thì Thủy biết là có một mùa là làm lúa thôi. Một mùa thì là làm tôm. Nhưng mà tôm thì ai phải có tiền, có vốn nhiều thì mới làm được. Còn chủ yếu là họ làm những cái trồng hoa màu lặt vặt quanh nhà. Đó là thu nhập thấp. Thu nhập rất là thấp. Bây giờ mình đi vô nhà để gặp nhân vật của mình. Sắp tới rồi. Cô Mina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Đây. Chào bác ạ. Chào bác. Dạ, mấy chào thích ơi hả? Con đi vô được không ạ? Dạ được, đi vô. Phơi lá để sửa nhà lại. Bác ơi, con giới thiệu với bác con là đến từ chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước, là hôm nay đến thăm nhà bác ạ. Bác Phương Huệ chủ nhà. Bác làm việc nhà thôi hả, hay là bác bán bác? Thì lá để đốn nhà đặng mà mình sửa cái nhà lại, xóc nóc lại. Xóc nóc, lợp cái nóc lại. Lợp cái nóc lại rồi mình phải chuẩn bị. Gần tới mưa rồi. Rồi thì bác làm này có ai phụ bác không bác? Thì hai vợ chồng già, không vợ con thì ở riêng hết rồi. Tình ra là phải làm. Con sang tay vô phụ bác ha. Để thì con phụ bác cho chị. Xong nắng quá hả? Bây giờ mình bác đi. Mình lôi mấy cái từ đâu ngoài. Thôi bây giờ sắp mấy này lại thôi mà. Sắp lại. Qua bên mình. Để thì bước ra. Xếp lại hả bác? Thôi cái này xong rồi mình qua bên đó. Hay mình qua đó đi bác ha. Đó. Coi chừng dầm. Rồi giờ thôi cho nó sẵn sàng ra đây. Đi đứa này qua luôn đó hả? Thôi khỏi, mình khỏi đem vô đó đi, ngoài luôn đi. Mình nói là mình mở ra đúng rồi. Thôi vậy thôi. Dạ. Thôi vậy được rồi. Rồi. Được rồi. Thôi vậy được rồi. Thôi vô nhà đi. Thôi cho con vô nhà. Gặp bác gái. Đứa này đó hả? Trời ơi, bác có cái ở trước này là một cái như là cái này để làm gì bác? Đâu ngủ đây hả bác hả? Cái này để mình che nắng. Che trước nhà thôi ha. Dạ. Cho mát. Rồi có khách mình tới bác. Khách tới thì cũng ở đây luôn hả bác? Phòng khách á. Phòng khách. Cho con vô nhà thăm bác gái. Đi. Bác, chúng hỏi cái nó buồn gì bác ha? Cái hồ để đựng nước ngọt, nặng mùa khô mình uống nước á. Dạ. Cái này mình là nước mưa. Nước mưa á? Nước mình đứng nước mưa. Mà cái nắp ở đâu bác? Cái nắp đây không bác? Bác ơi, mình uống thế này qua một mùa nắng làm sao mà đủ bác? Thì cũng phải nhín nhút đủ nhút thôi. Không bác? Trời đậy kỹ quá. Kỹ chứ để con này con kia nó xuống rồi nó chết sao? Thì tức là nước này bác dùng để là trong khi nào mà khô hạn uống. Nước mưa hả bác? Nước mưa. Dạ. Uống.
mát lắm á, không biết chị với lại anh Nhanh uống nước mưa chưa chứ anh uống nước mưa mát lắm. Đóng lại bác ha. Khoan cho em uống cái chén. Khoan nước mà đủ luôn. Rồi ở đây có cái giường là, ủa sao bác nói phòng khách mà có cái giường? Ở đây thì khách còn ở đây thì cái giường để ngồi chơi. Ừ, có ai ngủ đây không bác? Tối mình ngủ. Tối bác ngủ? Còn ban ngày tiếp khách. Tiện lợi lắm chị. Vậy là nằm cái giường này ngủ đây nè. Cũng nguy hiểm quá bác ơi. Dạ. Nghiêm giống. Rồi có giỏng nữa nè. Thích quá ha. Thôi giờ mấy cháu với hỏi thăm với bà ngoại nó nói chuyện với ha. Dạ, chào bác. Chút chút. Cảm ơn bác ạ. Bác nghỉ. Nè, hai bạn cao chắc là phải chui quá. Nhà mình xuống gấp quá, còn đây nó xuống gấp quá. Trời gió thì phải bảo thì phải ấy, đốn lá, mình sóc nóc lại. Thì cứ một năm là mình sửa nhà. Một năm sửa lại là cũng 2-3 triệu. Quá đó, 2-3 triệu luôn. 2-3 triệu là 2-3 triệu tiền gì quá. Tiền mình đây đó. Mà bỏ cho chi phí nhiều quá. Mình mướn ta làm, cái bác già rồi, bác đâu làm nổi, bác trai cũng làm không nổi luôn. Có hai đứa cháu ngoại này là cháu nuôi nè. Ủa? Là cháu nuôi? À. Tức là bác không có con hả? Không. Nhưng mà đẹp quá. Làm á thì mẹ đi làm, tôi gửi cho bác. Dạ. Chiều mẹ đó lên rước. Chỉ làm ở đâu đó? Đi làm với xã với này. Còn cha đó thì đi chai xay lúa. Đó con thấy nước cái sinh hoạt đó thì bác ơi. Nước mặn, nước mặn xách lên, xách nước lên xài. Tháng nước ngọt thì khỏe, tháng nước mặn. Dạ, vô nhà. Dạ. Cái rửa này nó vậy đó. Nó tả sôi. Bác dừng dậy đó này. Bác ơi, mấy cái lá mà hồi nãy mà tụi con phụ phơi bác trai là để sắp nóc những cái chỗ trống ngổ này hả bác? Bác đúng là bác phơi là bác sắp nóc cái đó với bác lọt cái đó lại. Dạ, với mùa mưa tới nó dằn vô phải không bác? Mùa tới nó dằn vô. Là bác ngủ cái giường này đây? Giường đó đó. Mặn sập sệ quá chị. Lũng nguyên lỗ phía sau kia. Lũng hết trơn à? Dạ. Sao mấy cái này mình không dọn bớt đi bác ha, không cần con phụ dọn bớt. Thì bác dọn ở ngoài bác để đó đó. Dạ, chắc nhà mình đang dọn nhà hay là sao? Tại vì cái nhà trên nó sập rồi bác đem xuống đây bác đỡ để đỡ rồi với này. Sập hôm nào ạ? Sập hôm bão á. Hôm bão vừa sập rồi tới giờ bác ra vậy đó. Bác ra vậy rồi ở đó dột quá thì bác vô đây. Dạ. Cái này chắc là từ hồi kháng chiến luôn rồi. Đó, hồi đó bắt tay đem. Con nghĩ chắc hồi bắt đồ cổ không bác? Bắt tay đem gì ạ? Hộp đựng cơm. Đi bây giờ coi nhà rồi. À, tụi con bác đi làm trước với tụi con nha. Nhà bắt trai rồi cả nhà mình ngồi nói chuyện nha. Con được biết hồi đó là bác trai là cũng đã từng tham gia trong kháng chiến, mà hồi đó là con còn được biết nữa là hai bác là trong kháng chiến là có một cái cuộc tình mà ai nghe cũng phải ngưỡng mộ nữa. Hồi đó thì bác với bác trai cũng như quen rồi, thời gian đó rồi bác trai mới đi rồi bác ở nhà. Ở nhà cũng là chiến đời chiến tranh mà ở nhà lộn lầu cái ở nhà với bà già rồi tới ngày giải phóng. Rồi bác trai mới, chỗ nào bác trai chết ở nhà bà già, ông già chồng mới thờ. Lập bàn thờ luôn. Lập bàn thờ tới sao bác mất liên lạc sao mà lại dẫn đến là mình không là tưởng là bác đã hy sinh. Bởi vì ở trên đó không có gửi thơ gì được. Đi là đi biệt luôn á. Bởi vì nó đi tuốt mình tới ngoài Lộc Ninh, ngoài Bồ Đốc ngoài đó. Là năm đó là bác trai bao nhiêu tuổi? Năm đó 19 tuổi là đi. Vậy là quen nhau gặp nhau lúc nào? Hồi đó còn gái hồi đó 18-19 tuổi rồi có là đợi rồi bác gái chờ đợi bác trai bao nhiêu năm? Thì đợi tiếp hồi tới ngày giải phóng. Trên 15 năm. Chứ khúc vùng tới á, con biết được cái câu chuyện về hai bác á, con rất là bất ngờ. Vì con thấy rằng là tại sao mà bác trai thì là phải gạt bỏ được cái riêng tư của mình để mà chiến đấu vì cuộc sống, vì đất nước, còn bác gái thì vì tình yêu mà ở vậy đợi bác trai mà không biết là bao giờ về nữa chứ. Đó cái vấn đề hồi đó khổ lắm mấy cháu ơi, khổ hồi chiến tranh khổ rồi đi rồi
ở nhà cũng là lính rồi bắn rồi này kia nọ rồi mình thấy mình cũng khổ ở đời đó chứ. Nhưng mà cái hôm mà bác trai về cái hôm đó như thế nào con không hình dung ra cái bữa đó làm sao. Bác tay về thì bác không có ở đây mà bác ở với Thả Thu á, bắt đầu rồi mới bác ở dưới rồi bác có người chị ở trên này có chồng gì này thì bác mới về này thì bác mới ổng về mà chưa có về nhà cũng như về còn ở đâu thành phố ở đâu á rồi về anh này là sao lâu lắm bác mới gặp chứ không phải về gặp liền cũng như về biết còn sống vậy thôi chứ mình... Khi là chắc là lúc mà bác biết tin là cũng bất ngờ lắm, có tin không, có tin về Phật không? Bất ngờ, cái đó bất ngờ. Trời ơi, nhưng mà có cái chuyện mà lập bàn thờ đó là tưởng là đã... Cũng quả hình, bà nhà chồng cũng quả hình chiến tranh đồ, bàn thờ. Có thể nói đến điều gì đó đúng không bác? Trời ơi, chiến tranh dạ. Khổ. Đi bác ơi, rồi lúc mà thời gian về rồi hai bác gặp nhau rồi hai người sống rồi cưới nhau nhà cũng không có làm gì đó, mình thấy mình cũng lớn rồi làm sơ trẻ cũng lúc đó cưới nhau lúc bao nhiêu tuổi ạ? Nó bác ngồi giải phóng rồi tới trường bác cưới là bác ba mấy tuổi rồi. Bác còn bác trai thấy làm sao, có người phụ nữ ở phía sau mình mà chờ đợi mình trong cả gần 20 năm trời như vậy thì phải vì vậy nên mới ở với nhau. Giờ bác ơi, thắc mắc hai bác cưới ở với nhau mà con nghe nói là bác có con nuôi cháu nuôi bây giờ không có con thành ra kiếm đứa nuôi. Dạ cái đó là do chiến tranh mình không phải chiến tranh là do nên mình không có con thôi. Nhưng mà cái lúc hồi đó lúc mà bác trai đi á là có hai bác có hẹn hò gì nhau chưa mà sao bác gái đợi lâu dữ vậy? Có hẹn ước gì nữa giờ lúc trước thì cũng có hẹn ước với nhau vậy chứ nhưng mà mình đâu có biết sống mà trở về. Khi trở về gặp nhau thì mình mới thấy là mừng rồi mới là ở lại với nhau. Bác gái là không nhất khoát là không nghĩ đến chuyện là sẽ quen một người khác, sẽ gặp một người khác mà son sắt đợi chờ. Sao hay quá vậy bác nghĩ điều gì đến mình, cái lý tưởng gì cũng như mình thấy là chiến tranh mình cũng không dám nghĩ gì. Mình thấy chiến tranh chết chóc, mình không nghĩ gì với gia đình của mình là người Việt Cộng. Gia đình Việt Cộng mà mình đâu có dám, người lính ở gần gần mình hoài, mình đâu có dám. Thì có nó nghi ngờ, khó khăn. Thì bác cũng không nghĩ là ông này còn sống. Vậy thì lúc mà bác trai á, giống như là lý tưởng sống của bác lúc đó thế nào? Khi mà có một cái mối tình mình yêu mà mình phải dứt bỏ ra đi á. Thì hồi lúc đó mình đi thì mình tưởng rằng là mình đi để giải phóng dân tộc thôi chứ cũng không biết là có sống trở về là không. Nó trong thời gian đó là được sống trở về là cũng mừng cho mình thôi. Vậy là nhớ đến cái câu là biết sống xa nhau khi tổ quốc cần. Biết sống xa nhau khi tổ quốc cần là lúc đó thu xếp được chuyện riêng tư để mà theo cái lý tưởng đi chiến đấu. Em thì chắc hồi chiến tranh loạn lạc chị Thị ơi, chứ bây giờ tuổi trẻ của tụi em á và cả của chị nữa có thể quen nhau mà xa nhau một ngày là chịu không có nổi rồi. Nếu xa nhau gần 20 năm trời không đúng là cái khi mà mình vô trong một cái hoàn cảnh đó và chỉ có nghị lực thì mình sẽ cũng nếu có ý chí mình thích nghi được. Hay quá. Rồi sau khi mà trở về như vậy thì mắt có bị ảnh hưởng gì bởi chiến tranh, sức khỏe của bác á? Cũng có bị sức khỏe khi làm việc ở trên chuyện làm nó có khi nặng nhọc, có khi đói khát. Nó là có nhiều khi là ăn bờ ngủ bụi. Chưa kể là những bệnh trong rừng bên kia, bệnh tật ruồi muỗi. Nhưng mà bác trước công tác là gì cho nên là mới bị như vậy ạ? Cục quân giới. Dạ, cục quân giới. Quân khu 7 cục quân giới. Cục quân giới là sao ạ? Là chở súng đạn để đem về đây để đánh trận rồi đó. Dạ con tới đây con nghe mọi người dân kể lại thì bác được một cái danh hiệu phong tặng là Việt Mỹ gì đó không? Chiến sĩ Việt xe tăng trong đó là kèm theo là dũng sĩ Việt Mỹ. Dũng sĩ Việt xe tăng. Quá phong quá chị. Quanh liệt quá. Bác gái tự hào không? Bởi vì hồi lúc trước mà chiến tranh mà khi mình đi thì mình gặp mình phải đánh. Dạ. Thì mình đánh nặng là lấy hết, khi mà đánh thành công thì mới là được phong tặng cái danh hiệu đó. Rồi hồi đó bác có phải khiêng nặng lắm đúng không? Chiến tranh vất vả, chiến tranh thì bị khiêng giác súng đạn đó chứ không phải là mình trực tiếp, là bác trực tiếp khiêng luôn chứ không phải là cảm giữ. Xe miền Bắc chở vô cách cứ mình khoảng 10 phút 15 phút mà mình giác từ đó đem vô kho mình cất kho là đó.
Vậy thành ra là rồi khi đơn vị khác đến lãnh thì mình phải mang trở ra. À, chính mình, chính tay mình phải vận chuyển. Có nhiều anh em trong đó, chứ không phải là một mình. Dạ. Thì trong cái số anh em sau này về cũng gọi là bệnh binh hết cáo, nhưng không còn người nào khỏe. Nhìn căn nhà của bác, rồi nghe những câu chuyện của bác, thì đúng là tụi mình phải nói là vô cùng khâm phục. Và đúng là ngày tự thấy mình cảm thấy là mình may mắn, mình may mắn hơn rất là nhiều, được sinh ra thời bình, đúng không? Tụi em và cả chị sinh ra sau chiến tranh nhiều quá, mình không có cảm nhận được hết. Hôm nay thì có lẽ mình chỉ cảm bằng sách báo thôi. Hôm nay thì mình chứng kiến được hai người này. Mình có thể hình dung được, bởi vì tình yêu thì mình hiểu. Dạ, cho nên là mình thấy được giữa tình yêu và lý tưởng của những người ngày xưa hay quá. Và lãnh liệt nữa chị, lãnh liệt và rất là đẹp của hai bác. Thì tụi con hình dung và tụi con tin tưởng là hai bác xứng đáng với một cái hiện tại tốt hơn như thế này. Tụi con nghĩ là như vậy. Vậy thì bác có ao ước gì không? Bác giờ thì bác ao ước là cũng như là giờ các ngành đó mà cũng như cất cho bác tay bác gái được cái nhà. Đúng là như vậy. Âm cũng ở thôi. Đúng rồi bác. Cái nhà nó quan trọng lắm mà mùa nắng mùa mưa vậy thì nó ảnh hưởng sức khỏe. Thì bác trai cứ nói luôn đi. Dạ sắp tới giờ bác cũng che vậy bác ở chứ bác cũng. Đúng rồi, nó bất an lắm, nó không có ổn định. Mong muốn sao cất cho bác được cái nhà bác trai bác gái ở như thôi. Dạ. Như vậy là hôm nay chính thức là thông báo với gia đình luôn là chúng ta sẽ xây nhà trong ngày mai và chắc chắn là chúng ta sẽ có một căn nhà mới. Sao ngồi xa nhau quá vậy? Giây phút này đang rất là vui mà sao ngồi xa quá. Sáng tiện đây con cũng cảm ơn chị vì qua cái buổi chuyến đi này nè, con với Mỹ Linh với cả chị Thụy cũng biết được một thêm một cảnh đời nữa, và con cảm thấy rằng là con hiểu thêm được và cái tình yêu rồi ý tưởng của sống của bác phải chiến đấu để mà bảo vệ đất nước, rồi phải hy sinh những cái niềm vui thích riêng của mình, rồi hiểu hơn về cách mạng, về cuộc sống, về chiến tranh. Sáng nay con mong chúc là sắp tới, trong thời gian tới, nhà mình có nhà mới, mọi điều tốt đẹp nó sẽ đến và bác sẽ khỏe mạnh hơn, không bệnh tật nữa, rồi bác gái vui vẻ hơn, bác trai bác tái vẫn yêu nhau chăm năm hạnh phúc hơn. Ông tham gia bộ đội từ năm 1963 đến năm 1978, làm hậu cần giữ kho quân khí quân khu 7 ở Tây Ninh. Năm 1972, trong trận chống càn bảo vệ vùng kho, ông bắn cháy xe tăng Mỹ và được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Năm 1979, ông giải ngũ, về quê lập gia đình với người phụ nữ đã chờ đợi ông gần 20 năm. Hôn nhân của ông bà là một câu chuyện thật cảm động về tình yêu, lòng thủy chung và tình người. Biền biệt 20 năm trời không một dòng tin, người tiền tuyến, người hậu phương, bà Út đã lập bàn thờ vì nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ trở về. Trọn một lòng trung trinh dù không một lời thề hẹn. Đất nước hòa bình, họ lại tìm về bên nhau cùng với những dấu vết của đạn bom của chiến tranh còn hằn trong da thịt. Lặng lẽ duyên phận, lặng lẽ đói nghèo, nhưng sự lặng lẽ khiêm nhường của những cuộc đời son sát thủy chung này đã chứng minh cho thời đại và nhân loại hiểu rằng chiến tranh có thể gây chết chóc và hủy diệt nhiều thứ, nhưng chiến tranh không thể nào có thể hủy diệt được tâm và tình yêu trọn vẹn mà con người dành cho nhau, dành cho quê nhà xứ sở. Ân tình sâu đậm và thiêng liêng này đã hàn gắn và xua tan tất cả những mất mát, những khiếm khuyết, hụt hẫng mà con người phải chịu đựng và trải qua. Xin được đọc lại những dòng thơ trong Mãi Mãi Tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Đêm chẳng bình yên mà yên lành thế, quả bơm lạnh lùng chuối theo dấu chân. Đường rất thơ là đường hành quân, bởi có em đường thành trẻ lại, đường đánh giặc chẳng bao giờ dừng lại.
Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 để chúng tôi thực hiện một công việc như là một sự đền ơn đáp nghĩa cho những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Và có lẽ quý vị cũng hẳn là nhớ rõ cái câu chuyện mà chúng ta đã được nghe của một đôi vợ chồng già rất hạnh phúc, rất đơn sơ nhưng vô cùng hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại họ trong một căn nhà mới với tất cả sự chứng kiến của mọi người trong buổi lễ trao nhà này. Xin được chào cô, chào chú ạ. Hôm nay được gặp lại cô chú có khỏe không ạ? Khỏe ạ. Dạ. Sao cô có vẻ buồn quá vậy? Ngày nay con ở nhà mơ ước mừng quá mừng. Mừng mà sao không có thấy không có được cái nhà này ở trên thành phố, tình hình thành phố cho được cái nhà với đằng công ty gì đó. Dạ, cho công được ty cái nhà ở Mina cho cái nhà hai chồng những già cũng mừng dữ lắm á. Rồi, xúc động quá phải không? Dạ, nhưng mà bây giờ như thế này cô ạ. Trước khi mà bắt đầu cái buổi lễ này thì con sẽ giới thiệu những vị khách quý đến thăm gia đình mình bữa nay nha. Yeah. Xin được giới thiệu lãnh đạo địa phương, đó là ông Quỳnh Văn Hải, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Rồi xin được giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện đến thăm gia đình mình. Và đây là ông Phạm Phú Châu, trưởng phòng quan hệ khách hàng của công ty Vomina, nhà tài trợ chương trình. Ngay bây giờ thì cô sẽ, gia đình mình sẽ chính thức đón nhận cái quyết định là căn nhà mới thuộc về mình. Xin được mời ông Phạm Vũ Châu trao quyết định này. Thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình thì chúng con gửi cái quyết định nhà mới cho cô chú. Thì chúng con rất là hạnh phúc được đến chia sẻ và góp một phần nhỏ vào việc là làm vơi đi những cái tháng ngày nhọc nhằn của cô chú. Và mong rằng là từ cái mái ấm của ngôi nhà mơ ước ngày hôm nay thì cô chú sẽ sống thật khỏe và sống thật hạnh phúc bên cạnh con cháu. Dạ. Thưa quý vị, cũng trong ngày này thì chúng tôi nghĩ rằng là lãnh đạo địa phương cũng sẽ có rất là nhiều điều muốn nói với gia đình cũng như muốn chia sẻ với chúng ta trong cái dịp lễ này. Cho nên là chắc là xin được mời ông Hải sẽ có đôi điều phát biểu ạ. Thì chương trình ngôi nhà mơ ước đến với Tiền Giang, đây là một công việc làm nhằm tri ân những người đã hy sinh, đã cống hiến cái tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là chú Lê Văn Huệ cũng như thím là đón nhận với cái niềm vui của mình đối với những nhà tài trợ chương trình. Thì thay mặt cho ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty thép Vomina, đài truyền hình đã đến với Tiền Giang bằng cái niềm vui tri ân những người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Chúc chú Lê Văn Huệ, thím thì sống khỏe, chung thủy với nhau những buổi ban đầu, hạnh phúc bên con cháu trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn ông và xin chúc mừng gia đình của mình ạ. Bây giờ, hình như chú muốn nói gì ạ? Tôi thay mặt gia đình chúc quá. Trải qua cuộc kháng chiến bao nhiêu năm, tôi về đây thành ra gia đình tôi rất nghèo khổ mà nay nhờ được phép Vomina và nhà tài trợ thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ vậy gia đình tôi rất cảm ơn thôi chứ không nói được. Dạ, thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu được cái tình cảm của chủ nhân ngôi nhà mới ngày hôm nay. Có lẽ đó là một ước mơ từ lâu lắm rồi và nghĩ rằng là sẽ không làm được, nhưng mà ngày hôm nay thì với một cái món quà nhỏ của chương trình gửi đến thì họ thực sự xúc động chúng ta chia sẻ điều đó. Thôi bây giờ để cho thay đổi không khí thì con, đây là một món quà của địa phương tặng cho gia đình mình. Trước hết xin được mời món quà của huyện ạ. Chú Lê Văn Huệ, chú thím là được tặng căn nhà mơ ước ở ủy ban, huyện ủy, ủy ban thành phố Quốc có món quà tặng. Cảm ơn. Dạ. Xin được cảm ơn món quà của huyện, rồi bây giờ là một món quà của xã nữa. Nhân dịp chúng tôi được nhận ngôi nhà thay mặt đảng ủy ban xã Phú Thạnh tặng. Rất cảm ơn nha, ngôi xã. Rồi, rồi không có khóc nữa nha, giữ gìn sức khỏe nha. Hội cựu chiến binh nữa, dạ xin mời luôn. Mời cựu chiến binh. Đại diện cho ban chấp hành cũng gửi anh món quà. Cảm ơn. Rồi, bây giờ nắng hơi nắng cho nên vô nhà. Ta về đây xanh đen giấc
Bây giờ để con sẽ gửi những món quà của mọi người gửi tặng gia đình mình, các mạnh thường quân xem chương trình. Thứ nhất là công ty Vinason Taxi sẽ tặng quà cho nhà mình. Xin mời ạ. Nhân dịp cô chú có nhà mới thì con gửi cho cô chú cái 5 triệu đồng. Chúc cô chú hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn công ty rất là nhiều. Tiếp theo là công ty Ba Hương cũng sẽ tặng quà cho nhà mình. Chắc lại anh chị nhà nhận ngôi nhà mới thì tôi có chút xíu quà và đồng thời có 3 triệu gửi cho anh chị làm vốn. Tiếp theo mời công ty Thành Tài. Hôm nay mừng hai bác có được ngôi nhà đã giống như được mơ, thì con chị có món quà tặng cho hai cô chú. Con có một sổ tiết kiệm gửi cô chú để mà cảm ơn vợ chồng. Cảm ơn. Cũng mừng cho gia đình. Rồi tiếp theo là quà của khán giả, nhờ mọi người nhờ tụi con chuyển đến giùm. Cảm ơn Hồng. Dạ, đây là một món quà đặc biệt để con mời ông Ngô Văn Tuấn trao cho gia đình mình. Bây giờ có ngôi nhà mưa thì cũng tặng anh chị cái bức ảnh bác để treo lên. Chúng ta sẽ luôn luôn nhớ hình ảnh của bác Hồ trong căn nhà của chúng ta, rất là ấm áp và giống như là những lý tưởng mà cô với chú đã từng sống trước đây vậy. Rồi cô chú sẽ phát biểu đôi điều với mọi người nha. Rất cảm ơn các nhà tài trợ. Cuộc đời ơi, có đôi không bao giờ cất được nha. Mà nhớ các nhà đã trợ để giúp đỡ cho hai vợ chồng vợ chúng tôi rất mừng và rất cảm ơn. Rồi bây giờ chú bớt xúc động để có thể giữ gìn sức khỏe chú nha. Cô có muốn nói gì không? Cảm ơn nhà tài trợ, hỏi đáo tài trợ với ở thành phố, tài truyền hình thành phố xuống đây là cất cho vợ chồng của tôi được, vợ chồng được cái nhà này cũng rất mừng dữ lắm, chứ mà không có thì vợ chồng tôi không biết chừng nào được cái nhà này. Có thể thấy là mọi người rất vui, nhưng mà trong mắt ai cũng long lanh những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc đó. Chúng ta chia sẻ được điều này và chúng tôi đang rất vui mừng, bởi vì chúng tôi đang làm cái nghĩa vụ của mình một mỗi ngày một hoàn thiện hơn, được đền ơn đáp nghĩa cho những người đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự tài trợ của công ty thép Pomina. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Sáu mươi năm nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và cuộc đời cho đất nước. Hòa bình sẽ không thể nào bù đắp nổi, cũng không thể nào cho phép được lãng quên. Nhưng có nỗ lực đến đâu đi nữa thì tất cả những nghĩa cử, những hành động đền đáp ơn nghĩa này cũng chỉ xin là một việc làm thể hiện lòng biết ơn. Được nhìn thấy nụ cười không lo nghĩ, được chăm lo cho một ngôi nhà, được dâng tặng một niềm vui, được trang trải những rung động chuyện đời nhân nghĩa. Cái được này mấy ai may mắn có được. Ngôi nhà mơ ước tự hào vì được làm cái gạch nối để ngày hôm qua vẫn liền lạc và vẫn vẹn nguyên giá trị đến hôm nay. Cảm ơn bác Huệ, bác Úc. Cảm ơn lòng yêu nước sáng ngời, trái tim vẫn cao đẹp thủy chung. Cảm ơn sự lạc quan không than vãn dẫu cơ cực khó nghèo. Và xin cảm ơn cái tinh thần dung dị mạnh mẽ rất đổi tự nhiên của những con người đầu trần chân đất, bạc phơ mái đầu mà vẫn lặng lẽ vượt mọi khó khăn, để từ đây lòng tin vào thời đại mới, thời đại của nhân nghĩa, của phát triển và tiến bộ trong mỗi chúng ta sẽ vững bền. Pomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, một tuần qua đối với chúng tôi thật lâu. Bởi vì những người làm chương trình chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Không Của Riêng Ai. Chương trình Chuyện Không Của Riêng Ai được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Vlasta phối hợp thực hiện. Thiệt tình giờ này mà sao điện thoại cũng không thấy anh. Máy giờ này cũng chưa mở. Anh Tùng gì bắt camera vậy anh Sơn? Trời ơi anh Tùng ơi là anh Tùng. Thế nào? Đợi anh hồi nãy giờ mong đợi anh mà như mà nắng hạn chờ mưa vậy anh biết không? Dữ vậy hả? Trời ơi cái chuyện gấp lắm mà thì bực bội mà bức bối quá mà không biết giải bày với ai, chỉ có anh thôi. Anh hãy cố gắng, anh hết sức bình tĩnh. Bởi vì tôi bình tĩnh, tôi đang bình tĩnh dữ lắm. Bây giờ anh nghe tôi trình bày ha. Mà nói nhiều khi mà còn nghĩ mà tức ở trong bụng hồi nãy giờ mà cứ không. Chuyện đó là vậy, là tôi có đứa em gái ở dưới quê. Ê khoan, dạ anh lại quên nữa. Dạ sao anh? Chuyện không của riêng ai, tự nhiên em gái của tôi, em gái của anh gì đây? À, không phải thì để tôi trình bày cái riêng chút xíu đi rồi bắt đầu mình tới cuộc lại có riêng là của anh chung. Xin phép khán giả chưa mà? Dạ thôi xin phép quý vị khán giả cho tôi trình bày cái này chút xíu rồi mới dẫn vô tới cái chung. Ồ, vậy hả? Anh dạ có liên quan. Dạ coi bình tĩnh anh bình tĩnh nghe. Sao hết ngày hết giờ rồi cái con Mận này nó đi đâu giờ này chưa thấy về vậy cả? Má ơi ủa sao hôm nay con về trễ vậy con? Dạ bán hết luôn nè. Thôi vô rửa mặt đi. Dạ con nói má nghe này nè. Dì ba ở trên thành phố về rồi đó má, mà không biết bả làm cái gì hết trển, mà vàng bả đeo đầy người nè, bả giàu dễ sợ luôn mà người ta vô nhà bả coi đông quá trời đông luôn á má. Dì ba nào vậy con? Dì ba mà bỏ làng mình đi hồi năm nẫm á. Cái dì ba mà ốm ốm mà miệng cười chành bành mà nói cười suốt ngày đó má. À cái con ba mà cái miệng nó tí lia tí lĩa hả? Dạ không? Bán nước ở đầu đường mình nè. Ừ nó về đây hả? Dạ ừ rồi. Mà hồi nãy á dì ba gặp con mà không có nhận ra con là con của má. Trời đất ơi, đi bao nhiêu lâu rồi bây giờ con lớn như vậy sao nhận ra? Dạ. Còn sao nữa? Con nghe người ta nói hả là dì ba có cái cửa hàng gì buôn bán trên thành phố bự ơi là bự luôn á má, mà kinh doanh phát đạt lắm. Lần này về nè là kiếm người lên chển phụ bán cho dì đó. Lát nữa dì tới đây cái dì xin con, xin má cho con đi theo. Má cho con đi. Ôi, không? Thôi thôi tự nhiên cái đòi đi theo là sao? Đi lần đi, má cho con lên chển lần đi. Đâu có ai xa lạ đâu, toàn là người trong làng trong xã mình không à. Thôi đi lo vô cơm nước đi rồi cái chuyện gì tính sao. Đi đi. Chị Năm. Ủa chị Năm. Ủa trời ơi không nhìn ra em hả? Trời ơi ba nè. Trời ơi ba đây đó hả? Ủa nó đó. Trời sao khác dữ vậy nè. Lên thành phố ăn cái gì mà thay đổi dữ vậy? Tí nữa nhận không có ra rồi. Trời ơi nhớ hồi đó mày ở đây á ôm nhôm ôm nhách đen thù lùi à chị, mà bây giờ coi coi trời đất ơi không đẹp không chị, đẹp không chị? Trắng trẻo mà tròn trịa ghê vậy đó. Mận à. Dạ. Lấy cho má cái ấm nước má mới pha đem ra đây con. Dạ. Em có cái cửa hàng kinh doanh thành phố á. Nhờ trời thương nên buôn may bán đắt lắm. Em định mở thêm mấy cái nữa nhưng mà không có người trông coi. Nói thiệt với chị hả, em chỉ cần đăng báo ha, là đăng tivi là tuyển được người liền. Nhưng mà em nghĩ tới quê hương mình, bà con làng xóm mình, con cháu mình nó nghèo khổ quá. Nên em về đây em dẫn tụi nó lên làm. Giúp ai chẳng bằng giúp bà con hàng xóm mình phải không chị? Thì mày nghĩ vậy thì cũng tốt. Nhưng mà má, con nói rồi mà má không tin. Vậy ba cho con đi với ha. Con phải theo gì? Dạ. Chị Năm yên tâm đi. Em đưa con Mận lên, em sẽ đào tạo cho nó kinh doanh đàng hoàng. Trời ơi, con gái xứ dừa của mình đâu thua gì gái thành phố đâu chị. Mỗi lần em chỉ tuyển có 2-3 người thôi, xong rồi em mới tuyển thêm nữa. Chị yên tâm đi. Thời gian của chị em mình hồi xưa nó nghèo khổ qua rồi, bây giờ con cháu mình nó phải sung sướng chị à. Mà làm cái gì mà chạy vô nhà tôi cái ào mà đứng mà thở như vậy? Thì báo cho anh một tin mừng. Tin mừng tin gì đâu nói nghe coi. Tôi vừa đưa ba đứa dưới quê lên.
tôi nói tụi nó ở tạm chỗ anh đi, rồi tôi sẽ kiếm chỗ cho tụi nó ở. Nè, kỳ này trinh nữ không nói ngang, trả tôi nhiêu tiền đây? Trời ơi, cái miệng bà tôi nói, bà giới thiệu hay lắm. Lần trước bà đem lên không, khi mà kiểm tra lại nó toàn là hàng móc meo không à. Cái miệng tôi nói thật, cái miệng bà dẻo lắm. Tôi mà bà còn gạt được, chứ mấy con nhỏ kia. Tôi hỏi nè, lần này đem lên hàng có mềm không, có ngọt không, nói cho nghe. Ngon, ngọt, mềm. Đấy. Anh buông tôi ra. Đi nhìn lên. Anh làm gì? Vô, ở xuống ghế đi. Làm cái gì mà ồn dữ vậy tụi bay? Đại ca. Gì? Con nhỏ này nó không chịu tiếp khách đại ca. Trời ơi trời. Em. Ông làm gì vậy? Làm gì đâu. Ông đụng vô người tôi là tôi mét gì ba tôi đó. Trời, có gì đâu mà gì mét gì ba em. Tôi được đưa lên đây để tôi học cách kinh doanh, tôi học cách kiếm tiền chứ bộ. Thì đúng rồi. Em lên đây là học kinh doanh, học cách kiếm tiền là đúng rồi, phải không mày? Đúng rồi. Nhưng mà tôi không có, tôi mới làm giống như cái ông này ông kêu đâu. Trời ơi, có gì đâu vậy, anh nói em nghe nè. Muốn có tiền, muốn giàu có, muốn thay đổi cuộc sống thì phải lên đây kiếm tiền, kinh doanh. Rồi em phải biết tiếp khách, phải không biết chiều khách mới có tiền được không em, mới vậy đó. Tôi không có làm gì hết á. Tại vì ba tôi về. Dì ba về, em bị dì ba em về rồi em làm sao? Tôi mét dì ba tôi. Trời đất ơi, sợ quá. Mét dì ba em cho anh sợ quá. Tại vì dì ba tôi là người đàng hoàng à. Còn ông không có đàng hoàng. Dì ba em đàng hoàng. Trời ơi đúng rồi. Ngay cái chỗ đàng hoàng nó là ngay cái chỗ chết rồi cưng ơi. Những người không đàng hoàng như anh mà tốt nè. Đại ca. Sao? Mở mắt kiến ra cho nó thấy luôn đại ca. Gỡ mắt kiến ra. Gỡ đi đại ca. Làm gì dữ vậy? Từ từ tôi gỡ. Đụng tới nỗi đau tôi đó. Gỡ. Gỡ thì gỡ. Đó, thấy chưa? Đại ca kể sự tích con mắt cho nó sợ chưa đại ca? Nói cho em biết, một con nhỏ kia nó không chịu tiếp khách đó, giận móc con mắt liền nó cái bích cho cha biết. Tới khuyên em nữa hả? Không có chân đó. Anh nói cho em biết à, vì ba của em, anh nói anh không giấu giếm đi. Thường ông bà xưa ta thường nói là dĩ dãn dơ dái dễ dầu giấu giếm, phải không? Vì ba em bán em cho anh. Dì ba. Ủa, Mận. Cha ơi. Sao vậy cháu? Con. Cha, dạo này đẹp ra hang, chịu nước Sài Gòn rồi phải không con? Dì ba ơi, có phải là dì ba bán con cho cái ông này không dì ba? Đâu có nè. Sao con lại nói vậy? Dì chưa có thu xếp được chỗ ở cho mấy đứa. Thì con ráng ở đây giúp việc thời gian đi rồi dì tính cho. Nhưng mà bây giờ dì ba nói thiệt cho con biết đi, là thực chất tụi con phải làm cái gì? Thì kinh doanh nào cũng vậy mà. Tại vì dì ba chưa có tiền mở thêm cửa hàng nữa, nên con ráng ở đây phụ giúp thời gian đi ha. Rồi dì tính cho. Thôi bây giờ cái gì có công chuyện gì phải đi mai dì lại nha. Khoan đã. Bà ba, bà lừa tôi. Tại sao bà lại làm như vậy? Nó con phụ giúp việc thời gian đi rồi dì tính cho ha. Tôi không cần dì tính gì hết trơn á. Bây giờ dì cho tụi tôi đi về đi. Muốn về phải không? Tin khả năng bảo hành của tôi thì sửa cái khả năng sửa chữa xe của tôi thì anh mới mua của tôi. Thế bây giờ khả năng của tôi tới đó thôi, không thể hơn được nữa. Nếu như mà anh thấy tôi sửa không ổn thì thôi anh đừng có sử dụng cái dịch vụ bảo hành của tôi. Chuyện bảo hành lặt vặt sửa cho cái xe ta đang quan, ta xảy sửa ôm hàng ngày nữa. Rồi bây giờ anh cứ kêu là hư đẩy về cái sở hữu người ta, còn con cái vợ người ta đang có bầu quỳ nữa, anh thấy không? Vậy nói là bây giờ anh không thích nữa thì anh không có thèm xài bảo hành nữa. Đổi xe đúng rồi. Nãy giờ đổi xe khác tôi chứ hư hoài sao chịu nào. Vậy anh có tìm ra được lý do nào khác ngoài lý do đó không? Không thấy thì đổi xe còn vậy hả? Tôi không thấy cái gì mà hay bằng là thôi đổi tôi cái xe khác đi. Đổi xe thì anh buồn nhiều không? Buồn trong thời gian bảo hành không buồn. Không buồn thời gian bảo hành mà ngon lành vậy hả? Dạ, trong thời gian bảo hành không buồn. Không buồn. Giả sử như xe của anh cho là anh lùi lại được còn được tháng bảo hành thì anh bắt tôi đổi xe nè. Phải đổi chứ sao, hư hoài không đổi sao được. Hay vậy. Sao hay thử. Bảo hành 3 năm xài hết 2 năm 11 tháng rồi, bắt tôi đổi xe. Không có ai bảo hành 3 năm dữ anh ơi. Chừng năm mà tôi thấy người ta than. Mà rồi. xe Honda đúng không? Đúng rồi. Mà 1 năm bảo hành anh xài hết 11 tháng 15 ngày, anh tới anh yêu cầu tôi đổi xe. Nó cũng tùy anh, nhiều khi nó hư đúng cái ngày đó làm sao. Còn nó hư hoài mà sửa không thể nào sửa được nữa. Hỏi thiệt lại nha. Dạ. Có quyết tâm đổi xe không? Quyết tâm đổi xe. À, hư hoài chịu sao nổi. Mà quyết tâm không bỏ tiền ra. Đúng vậy hả? Trời, tiền khó khăn, anh thấy anh nó rất khó khăn kiếm được tiền để dành dụm khó lắm chứ. Quý vị xem đài sẽ chỉ cho anh cách. Sao, cách nào anh? Chỉ xong rồi còn trả ơn quý vị xem đài là chuyện của anh rồi nha. Rồi cách tôi không anh? Biết rồi nha. Rồi cách nào anh Tùng? Quay trở lại chỗ đó. Dạ. Mang chiếc xe quay trở lại, đặt thẳng vấn đề là đổi xe theo luật.
đổi xe theo luật anh vậy chứ. Phải dùng luật mới đổi phải được có chứ. Cơ sở chứ anh có chứ. Dạ sao anh? À anh nói là ông bán xe mà ông không bảo đảm được chiếc xe sử dụng bình thường đó, cho nên cái món hàng này được coi là món hàng không bảo đảm sự khai thác giá trị sử dụng bình thường đó, thì có quyền đổi lại. Chưa nói là tai nạn tính mạng với con người. Cái đó nghiêm trọng quá, đừng nghiêm nói nữa. Đang chạy tự nhiên cái đứng máy thì bây giờ đường. Vấn đề ở chỗ là cái ông chủ xe ông sẽ cãi. Cãi sao? Ông nói thế nào là bình thường và làm sao mới gọi là không bình thường. Lúc đó nói sao? Chắc phải nhờ anh nữa chứ sao. Không nữa. Lúc đó tôi xuất hiện đâu có được. Thì giờ anh tư vấn đi chứ. Anh chỉ luôn. Bình thường có nghĩa là xe tôi về tôi chạy xe ôm bình thường. Bình thường. Nó có muốn hư thì nó cũng hư có trật tự. Đúng rồi. Chứ không có chơi cái kiểu mà đang chạy giữa đường cái chết máy, chạy đường chết máy. Đó. Hôm trước chết, quay tới anh bảo hành xong ngày hôm sau chết tiếp. Dạ. Không được. Dạ. Xe đó được coi là không bình thường. Cần câu cơm của người ta nữa anh thấy không? Đồng ý. Dạ. Cho nên khi mà anh đặt vấn đề đổi xe anh phải nói đúng. Dạ. Chứ anh chơi cái kiểu hồi nãy là không ổn. Vậy thôi. Anh nói cái gì? Tôi không thích bảo hành nữa là tôi đổi xe thì không được. Vậy giờ mới hỏi ý kiến của anh coi anh tư dùng vấn luật. Dùng luật thì sao đó. Thì đó tới nói nè, xe của anh đúng không? Được. Tôi công nhận là tôi mua của anh bán cho tôi, quyền sở hữu đã chuyển giao khi chuyển giao giấy tờ chồng đủ tiền rồi, sang tên rồi. Đồng ý. Đồng ý. Nhưng trách nhiệm của người bán trong trường hợp này là phải bảo đảm xe được đưa vào sử dụng bình thường. Đúng. Trong trường hợp này tôi nói cho ông chủ biết là xe của ông không bảo đảm được điều kiện này. À. Cho nên theo luật tôi được quyền trả lại. Trả lại. Đó. Đúng rồi. Không bù tiền. Nếu không lấy xe thì trả nguyên số tiền nguyên lại số cho tiền. Tôi. Đúng, đúng rồi. Ê, còn chiêu nữa. Sao nè? Bắt bồi thường không? Bồi thường nữa. Tại vì ông giao hàng không chất lượng cho nên làm tôi bị thiệt hại. Bồi thường hàng ngày là chạy không đã ôm bao nhiêu tiền là bắt ông phải trả. Nhưng mà vừa phải thôi nha, đừng có tính quá nha. Đổi cái xe lại thôi chứ đừng có đền ta nó cũng tội gì. Thưa quý vị, qua câu chuyện anh Hoàng Sơn kể cho chúng ta nghe thì có hai nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị xem đài. Thứ nhất là khái niệm bảo hành. Bảo hành là một thời gian mà giữa người mua và người bán cam kết trước với nhau là hàng hóa đó hay món vật đó có bất kỳ một sự hư hao nào cần sửa chữa thì cái nơi bán sẽ nhận trách nhiệm sửa lại. Có một điểm thứ hai, trong cái thời gian bảo hành đó, nếu như mà cái hàng hóa đó kể từ khi chuyển giao quyền sở hữu nó không bảo đảm cho người mua đưa vào khai thác sử dụng bình thường thì chúng ta được quyền đem hàng trả lại hoặc đổi hàng mới cùng nguyên chủng loại. Đúng. Hoặc lấy lại nguyên tiền mà không phải bù đắp. Bởi vì trong trường hợp đó luật bắt buộc là bên bán phải chịu trách nhiệm này.